Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 10. Đây là phần đại chiến giữa anh Vin Dầu Nhớt cùng với Aquaman trong truyền thuyết. Liệu màn phân cao thấp này ai sẽ thắng đây? Trong khi một mình Aquaman với năng lực chơi rơi đẩy gia đình Vin Dầu Nhớt vào tuyệt lộ, để biết ai sẽ là trùm cuối của phim này. Mời các bạn cùng Sakura đón xem review hôm nay nhé. Mở đầu phim là ông trùm ma tóe Herman đang dạy đời thằng con trai của mình là Aquaman. Sống trên đời này nhất định phải làm chủ, nhưng mà làm luôn cả chủ nhật nghe con. Nhà mình nhiều tiền nhưng có lắm kẻ dò ngó, vì vậy con phải hết sức cẩn thận gia đình thằng Tozetto nghe chưa. Ai ngờ vừa mới cất tiền vào két chưa được 30 giây, vừa nhắc Tào Tháo liền đến. Tozetto dẫn thằng em rể ghé đến hỏi thăm thật. Cái này bọn tôi không có tham lam ba cái tiền này đâu, chẳng qua là bọn tôi giúp ông cất chúng cẩn thận hơn mà thôi. Hai anh nhanh chóng móc chiếc két sắt vào xe rồi tăng ga. Chiếc két sắt mấy tấn cứ thế bị hai chiếc xe lôi như đồ chơi. Aquaman liền chạy vào xem. Ủa alo, sao tài sản của mình đâu hết rồi nhỉ? Bên ngoài, chiếc két sắt nặng hàng tấn cày nát cả đường phố. Anh chọc vào thằng em rể phóng xe như đúng rồi. Ông trùm và đám cảnh sát bám theo sát đít. Cay cú cũng vì chén cơm manh áo mới mệt mỏi vậy thôi. Aquaman nhìn số tiền sắp đến tay bị nhảy mất, cũng không dám chạy nhanh. Xe có bao nhiêu thì mình chạy đủ bấy nhiêu là được rồi. Biết khó có thể chạy trốn khi kéo theo cục sắt cục ịch này, cho nên anh chọc hy sinh ở lại yểm trợ. Nói xong liền tháo móc sắt của thằng đệ ra cho nó chim én đi trước. Sau đó anh phanh xe lại giữa cầu. Ông trùm tưởng Tozetto đã biết khó mà lui. Thôi không sao, cứ trả tiền lại cho bố mày rồi nói tiếp. Tozetto nói méo, tiền thì em sẽ trả nhưng mà trả kiếp sau thì có được không anh ơi. Anh khởi động bình khí tăng tốc, dùng chiếc két san bằng hết những xe cảnh sát cản đường. Cái này thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Không biết anh chọc có thâm nách không mà suy nghĩ của anh lại thâm đến thế. Aquaman lập tức sai đàn em vác 6 nòng ra cho ngầu. Đây là minh chứng của câu nói tay cầm gát tinh chúng sinh bình đẳng đây mà. Anh chọc bẻ cua gắt làm chiếc két theo quán tính đập vào xe Aquaman, làm anh ta rơi xuống đáy xã hội trở về sống dưới đại dương. Sau đó Tozetto phóng ra khỏi xe trước khi chiếc xe bay thẳng vào ông trùm bột sắn. Nhưng anh chọc đâu biết rằng hệ Aquaman mà rơi xuống biển thì chẳng khác nào như cá gặp nước. Trở về hiện tại, anh chọc đang dạy thằng quý tử díp xe điều luyện. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Trở về nhà, hiện tại nhóm anh chọc vẫn còn hành nghề cướp của người giàu chia cho người nhà. Theo như lời anh Jaden Roman nói, họ sắp phải lên đường đến La Mã để thó một con chip điện tử giá xương xương 100 tỏi đô. Tối hôm đó, anh chọc chuẩn bị hóa thân làm tiên ông trồng củ cải với vợ thì bất ngờ bên ngoài có một vị khách không mời mà đến. Shipper thân xác tàn tạ đến tìm hai người họ. Người này từng là kẻ thù thế không bận quần chung của anh chọc. Shipper run rẩy kể rằng mình mới gặp một tên ác quỷ. Hóa ra Aquaman vẫn chưa chết sau vụ tai nạn năm đó. Anh đã trở lại và báo hại hơn xưa khi một mình xông vào tận hang ổ của Shipper như nhà vệ sinh công cộng. Aquaman muốn hợp tác với cô à để tiêu diệt nhóm Tozetto. Shipper xưa nay luôn làm việc độc lập nên không muốn làm việc chung với một người trông dơ bẩn bẩn như anh. Cô nói mày lượn đi nhanh cho nước nó trong, nhưng không ngờ Aquaman đi trước cô một bước, đó là bắt cóc thân nhân của đám đàn em để uy hiếp. Không còn sự lựa chọn nào khác, đám đàn em buộc phải phản bội Shipper. Ngay thời điểm bọn này cho Shipper thành con nhím, chị đã dùng chip vô hiệu hóa tất cả súng. Tao biết sẽ có ngày bọn mày phản bội mà. Thế là cả đám lao vào hấp thủy khách liệt chị đại. Nếu không có miếng võ lộn lưng thì sao chị gặp ông bà sớm rồi. Tuy nhiên hai đánh một không chuột cũng què, huống chi đây là một đám đàn ông cao to lực lưỡng. Chị đại trốn vào thang máy bắn đứt cáp, mượn thân xác của một thằng để làm bàn đạp khi thang chạm đáy, không thì kiếp này coi như bỏ. Shipper kể lại cho Tozetto biết hết mọi chuyện. Aquaman sẽ không bỏ qua cho gia đình anh đâu. Sáng hôm sau, Egypt bảo rằng chẳng có con chip lượng tử nào cả. Hóa ra đó là cái bẫy nhắm đồng đội của anh. Xem ra lần này cả đội đi xa thật rồi. Bên này, anh chàng thợ máy Parker cùng với nữ hacker Megan đang theo dõi đoàn vận chuyển, còn anh Jaden Roman và Han bám sát theo phía sau xe tải. Ngay khi tất cả đã vào đúng vị trí, Parker phóng ra một chiếc xe điều khiển chui vào gầm xe tải. Sau đó xã khí gây mê khiến đám lính canh ngất xỉu, cộng thêm con xe vàng khè chối lội khiến tài xế lóa mắt chẳng thấy gì nữa cả. Parker thừa cơ hội nhảy lên nóc xe tải, nhanh chóng chiếm quyền điều khiển. Nhưng mà sao lại không điều khiển được nhỉ? Hóa ra chiếc xe tải này được điều khiển từ xa bởi Aquaman. Hắn kích nổ hai chiếc xe hộ tống, sau đó cài đặt hẹn giờ cho quả bom khổng lồ trên chiếc xe tải. Parker nhìn thấy quả bom thì ối rồi ôi luôn. Ủa alo, con chip 100 tỷ đô đâu nhỉ? Xe tải không ngừng lao thẳng về tòa thánh Vatican. Lúc này anh chọc và vợ đã đến nơi hỗ trợ mọi người. Nếu thất bại thì nơi này sẽ trở về thời nguyên thủy. Chính vì vậy mà mọi người phải hết sức khẩn trương, cứ như là mắc ẻ đến đích rồi mới chạy vậy. Anh chọc phóng ra dây cáp chặn chiếc xe tải kia lại, mặc dù chiếc xe lật úp nhưng quả bom đã lăn ra ngoài. Thấy vậy hai vợ chồng anh chọc liền nhanh chóng bám theo nó. Quả bom này chưa cần phát nổ cũng có thể gây ra sức phá hoại kinh thiên động đất. Vô tình nó lăn qua một trạm xăng phát nổ, ngọn lửa hung tàn nhanh chóng lan ra vài trăm mét. Tozetto thấy gần đó là đám đông,
anh lập tức lao xe của mình chắn ngọn lửa giữ lại. Nhìn thấy một cơ hội lớn trước mắt nên anh liều mạng dùng chính chiếc xe của mình chắn quả bom này lại. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, để tăng thêm phần kịch tính, Aquaman đích thân kích nổ chiếc xe mà Ezic đang lái, khiến nó lăn vài vòng rồi va chạm với quả bom, làm mọi công sức của Toretto đều đổ sông đổ biển, không còn sự lựa chọn nào. Đâm lao thì phải theo lao, anh vô số nhấn ga bám theo quả bom, hạn chế sức phá hoại của nó đến người dân. Bên này Letty không ngừng lao theo Aquaman, còn những người khác thì lợi dụng cột thu sống để gây nhiễu bộ khiển của hắn. Thế nhưng ngay khi gần đuổi kịp Aquaman thì mấy bố cảnh sát báo đời xuất hiện chặn đường Letty, khiến cô cay cú nhìn hắn trốn thoát. Bên này, sau khi đã đít mấy xe cảnh sát ngáo đá qua một bên, anh chọc điều khiển xế hộp phóng thật mạnh vào cần cầu gần đó, khiến nó quay sang đánh quả bom rơi xuống sông. Vào một giây trước khi nó lăn vào Vatican, vụ nổ trực tiếp thổi bay tất cả mọi thứ bán kính vài km. Mặc dù sức tàn phá không đưa Vatican về thời nguyên thủy, nhưng chính điều này mà nhóm của anh chọc trở nên nổi tiếng. Tồi tệ hơn là Letty đã bị cảnh sát bế lên phường. Mặt khác, tại cơ quan thực thi pháp luật xuyên biên giới, Aimet, người đứng đầu cơ quan này, đã điều động toàn bộ nhân lực truy bắt nhóm của anh chọc. Ngay sau đó, đám lính đã tìm đến nhà của Mia. Thấy vậy, Mia liền cầm chảo nện mỏi cả tay. Cô nàng kêu thằng cháu chạy trước đi, với sức người phụ nữ đánh chồng như đánh chó thì tụi này có là gì với chị kia chứ, cỡ tụi bây là bà đây bỏ túi hết. Nhưng được cái là đám lính này rất đông, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi bún thì em trai của Toretto là Jacob xuất hiện kịp thời. Một mình anh chấp hết đám lính, hễ đứa nào đụng là anh trụng bọn nó ngay và luôn. Anh có tí kẹo đồng dưới quê gửi lên, tặng cho mỗi người một viên ăn lấy thảo nha. Sau khi biết gia đình anh trai gặp nguy hiểm, Mia liền lên đồ đi chợ giúp anh trai mình, còn Jacob sẽ đưa đứa cháu trai đi trốn. Cậu nhóc vô cùng hào hứng với chiếc xe bán tải ngầu lòi, nhưng đang định leo lên thì ông chú bảo đây mới là xe của mình nè con, nhìn dơ dơ bẩn bẩn vậy thôi chứ nó chiến lắm á. Phía bên kia, nữ đặc vụ Ted đã tìm thấy anh chọc tại một quán bar. Cô tiết lộ Aquaman hiện tại đang sống ở Rio Brazil. Nghe xong, anh chọc liền ngỏ ý muốn giúp nữ đặc vụ truy bắt Aquaman, đổi lại cô sẽ giải cứu Letty khỏi nhà tù bí ẩn nhất thế giới. Trong khi đó, nhóm báo thủ anh da đen nhờ trốn vào một container nên tạm thời lánh nạn ở London vài hôm. Rất nhanh, Toretto đã quay lại Brazil. Anh được những người anh em chí cốt chào đón nhiệt tình. Đúng lúc này, Aquaman ăn mặc phong cách đôn chề ghé thăm, còn ném cả bao tiền lên xe gạ kéo úp sọt anh chọc. Đám đàn em liền móc hàng nóng ra chĩa vào mặt Toretto. Nhưng mà anh ơi, đám anh em chí cốt của anh chọc vẫn còn ở đây mà. Thấy tình hình quá căng cứng, Aquaman liền gạ kèo đua xe. Nếu anh chọc thắng thì Aquaman sẽ tự giao nộp mình cho cảnh sát, còn thua thì xác định kiếp này coi như xé nháp. Nhưng mà muốn thắng một huyền thoại như Toretto không phải chuyện đùa. Chính vì vậy, một người quỷ kế đa đoan như Aquaman đã có chuẩn bị trước. Hắn còn ra ngu giả ngơ hỏi anh chọc, nếu bạn của cậu gặp nạn, vậy cậu sẽ cứu ai trước đây? Nghe xong, anh chọc đã hiểu đây là cái bẫy. Rất nhanh, giải đấu bát hương vàng bắt đầu. Tất cả báo thủ đều thể hiện trình độ tăng ga đá số. Anh áo xanh chưa gì đã háo thắng muốn dẫn đầu. Thấy vậy, em gái mưa đâu để mình thua tụt quần được, lập tức bám theo sát đít anh áo xanh. Toretto đã đánh hơi được mùi nguy hiểm, nhưng anh chỉ còn cách cứu một trong hai người mà thôi. Toretto một đời tốt với anh em rồi nên lần này lựa chọn cứu em gái mưa. Thằng bạn áo xanh cứ thế bị bom nổ cho sắp mặt lờ, còn chiếc xe em gái mưa nhờ anh chọc ép cho lộn cổ, nhờ vậy quả bom rơi ra ngoài mà thoát được một kiếp. Nhìn em gái bị thương ngất xỉu, còn thằng bạn thì đã giành được bát hương vàng rồi. Anh chọc lúc này cay cú đến cấp vô cực rồi. Aquaman thì hả hê ra mặt trêu đùa, đố anh bắt được em này lêu lêu. Sáng hôm sau, Aquaman ngồi tâm sự loài chim biển với hai cái xác còn sâu sắc đến nỗi sơn móng tay và mách cúp xương xương cho họ. Ta biết mày ghét con ruồi đó lắm. Sau đó, Aquaman lấy máy tính ra hack hết tiền trong ngân hàng của gia đình anh chọc. Bên này Parker cũng phát hiện ra điều đó, nhưng không thể làm gì được vì máy tính đang sử dụng quá củ chuối. Coi phim hành động Nhật Bản còn không được chứ hack gì tầm này. Thật may là anh da đen xưa này không bao giờ tin ngân hàng, nên anh đành thể hiện tí bản lĩnh đàn ông đích bự, có tiền mua tiền cũng được. Cả đám liền tìm đến một cửa hàng máy tính lên đồ. Bên này, nữ đặc vụ Ted đã tìm đến nhà tù bí ẩn tìm gặp Letty. Bất ngờ, cô dùng dao đâm Letty một nhát. Ủa, alo, đây là cách cô cứu người đó hả? Khi tỉnh dậy, Letty đã ở phòng y tế. Tại đây cô gặp lại Shipper, đúng là oan gia ngõ hẹp, lợi dụng lúc đám người bên ngoài lơ là, Shipper liền tranh thủ thả khí gây mê ra ngoài. Mặc dù cả hai chỉ có vài phút để thoát thân, nhưng thù thì vẫn phải trả. Thế là họ liền bay vào nắm đầu tán nhau bốp bốp. Thôi em gán chịu đau cho chị đấm mấy cái đi, chứ chống trả kiểu này thì có mà đấm tới sáng. Bên kia anh chọc cùng em gái tìm hồ sơ của Aquaman. Sau khi trùm bột sắn qua đời, hắn ta đã bỏ nhà đi bụi. Tất cả nhà cửa tiền bạc đều bị nhà nước tịch thu, chỉ có đồn cảnh sát năm đó là bị bỏ hoang, cho rằng đây chính đại bản doanh của hắn. Thế là anh chọc liền đi đến đó kiểm tra. Vừa đi vài bước thì Aimet đến
tìm. Tiếc là tên cớm này còn xanh và non lắm, khi bị anh chọc đưa đám đàn em chặn lại phía sau. Mặc dù Ahmed có sức lực phi thường, một mình cân hết cả đám ao hồ, nhưng ngó đi ngó lại thì không thấy anh chọc đâu nữa. Trong khi đó, Jacob đưa thằng cháu đi trốn bằng máy bay, nhưng hành tung của hai người sớm bị phát hiện. Đám người của cục an ninh liền bám theo như ruồi bu cùi bắp. Ai ngờ lại được ông chú tặng cho một vé tẩm quất massage miễn phí. Thì ra thứ mà anh mang theo như chính là một chiếc máy bay mini, nhiên liệu vận hành từ nước gạo trưng cất. Hai chú cháu máu liều nhiều hơn máu não, ngồi lên chiếc máy bay mini phóng thẳng xuống dưới. Cùng lúc này, nhóm anh da đen bần cùng xanh nhờ vả tìm đến nhà một tay đấm bóp tính nóng võ công cao. Thì ra người mở cửa chính là anh hói Jason Statham. Chưa kịp nói câu nào, anh hói đã kéo Han vào bón hành liên tiếp. Dẫu sao anh vẫn còn cay cú chuyện cũ, nên muốn nện anh chàng Hàn gió đá một bài học. Trong lúc hai người trao nhau những cọng hành thơm phức, thì một chiếc xe bọc thép xông thẳng vào chỗ họ. Thì ra đó là người của cục an ninh truy bắt bọn họ. Tuy nhiên mấy tay lính này có đi mà không có về, gặp phải anh hói tốt bụng thì chỉ có nước lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mà thôi. Chẳng mấy chốc bọn chúng đều chốt đơn với Diêm Vương sớm hơn vài chục năm. Phía bên kia Toretto đã xuất hiện ở sở cảnh sát hoang, tuy nhiên Aquaman lại không có ở đó. Hắn biết thừa anh chọc sẽ mò tới đây, nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc điện thoại Nokia Z đe dọa mình sẽ khiến gia đình anh đau khổ. Lúc này đám cảnh sát do Ahmed bất ngờ lao vào úp giọt anh chọc, hóa ra đây là một cái bẫy do Aquaman dựng nên, mà số tiền mà Aquaman hack được của cả nhóm đã chuyển đến số tài khoản của tất cả lính đánh thuê trên thế giới, để chúng săn giết những người thân và bạn bè từng giúp đỡ anh chọc. Trong khi cả đám bày ra vẻ mặt như cái bánh bao chiều, thì anh hói lại xách hàng họ cho hết vào bao, bởi vì chúng dám tìm đến mẹ của anh gây sự, vì bà ấy là người đã từng giúp đỡ Toretto nhiều lần thoát chết. Cùng lúc này tay đặc vụ vui như mẹ đi chợ mới về, bớt cái mặt ngầu ngầu đi, cỡ mày tao bắt hàng ngày ấy mà. Anh chọc cóc thèm quan tâm cái thằng ăn nói xà lơ, chỉ khuyên hắn nên thắt dây an toàn vào. Ahmed chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ đâu một quả rocket phóng thẳng vào chiếc su tè. Hóa ra Aquaman kéo 500 anh em đến để bóp trứng anh chọc. Cảnh sát lúc này mới phản ứng thì quá trễ rồi, đám lính đánh thuê hùa lại như kiến vỡ tổ. Aquaman còn bắt cóc em vợ Toretto ra làm con tin. Tay đặc vụ mới biết là mình bị hố rồi, có vẻ những gì Toretto nói là đúng. Anh chọc nhảy một chiếc xe chèn chân ga cho nó lao lên trước phát nổ, khiến đám lính đánh thuê đang xuất khỏi trái đất. Aquaman có con tin trong tay làm bùa hộ mệnh, nên tha hồ nói khùng nói điên. Ngay lúc này đặc vụ Ted mặc đồ xanh không có miếng nổi, cầm súng úp sọt Aquaman từ phía sau. Hắn liền thả em gái mưa ra, chỉ chờ có bao nhiêu đây thôi. Anh chọc lao đến bón cho Aquaman ăn hành ngập mồm. Lần này thì Aquaman chịu thua dễ dàng vậy sao? Không đâu bé ơi, hắn cho đàn em cầm súng bắn tỉa hỗ trợ trên không, bắn Ted bay từ trên xe văng xuống đất. Anh chọc chỉ kịp chạy đến cứu em gái thoát nạn, còn chụp cánh cửa ô tô làm tấm khiên chắn đạn. Ước mơ trở thành ước nhẹp của Aquaman là khiến anh chọc đau khổ, nên hắn chỉ lấy thiết bị mắt thần trên người nữ đặc vụ rồi bỏ đi. Mà bên này, ông chú dẫn thằng cháu ra đảo chơi với khỉ. Đây là căn cứ bí mật của ta và bố cháu trước đây. Nhờ có mắt thần nên Aquaman dễ dàng tìm ra địa chỉ của hai chú cháu, liền ship vài trăm lính đánh thuê đến bắt hai người. Hứ, bộ tưởng mày mới biết chơi công nghệ hả? Jacob thông qua camera thấy đám lính đánh thuê, liền cùng thằng cháu lên chiếc xe mình chế tạo lúc trước. Cái này đem đi chọc chó mà chết máy giữa chừng thì toang luôn. Mặc dù phèn phèn vậy thôi chứ toàn là hàng ngon. Gạt cần một cái phóng ra rocket một giờ tiêu diệt kẻ địch. Tuy đã đưa nhiều em đi bán muối hột, nhưng đám sát thủ lại đông hơn quân nguyên. Hai chú cháu chỉ còn cách đưa xe bọc thép lên cao tốc bỏ chạy tuyệt quần. Anh chọc lúc này cũng bay đến cứu viện kịp thời. Từ trên máy bay, anh lái con xế hợp lao xuống đáp trên một chiếc xe. Anh ơi, đâu cần phải chơi ác thế ạ. Thế nhưng khi chạy xe vào trong hầm, thì xe của ông chú bị một chút lỗi kỹ thuật, mà phía sau Aquaman đã đuổi đến sát đít. Thằng cháu báo thủ chui ra sau sửa chữa, không ngờ lại bị hắn tóm một phát lôi qua xe của mình. Đến khi anh chọc đuổi tới nơi, thì bị hắn lợi dụng điểm yếu này, húc một phát anh chọc văng xuống đường ngược chiều. Mà đám thuộc hạ của Aquaman cầm 6 nòng phóng tới, thấy anh trai sắp đoàn tụ với tổ tiên. Jacob nói lời từ biệt rồi phóng con hàng sang đường ngược chiều, đi trước đón đầu kẻ địch. Nhìn thấy em trai hy sinh trước mắt, anh chọc cố nén nước mắt, quyết bắt thằng mồm lông trả thù cho em trai. Bất ngờ hai chiếc trực thăng phóng móc sắt kéo xe của anh chọc lại. Tuy nhiên tụi bay xem thường anh quá rồi, chú ý anh chỉ thể hiện một lần thôi đó. Mấy chú gắn tập trung mà xem, Toretto đạp ga phóng xe xuống bên dưới, hai chiếc trực thăng bị kéo lại gần bên nhau hơn, hơi ấm tình cảm lan tỏa khắp nơi, mà màn thể hiện của anh chọc còn khiến các nhà khoa học phải đau đầu hơn. Đúng là cái này chỉ có trong phim mà thôi. Anh quay xe 360 độ biến trực thăng thành vũ khí, quét sạch đám binh tôm tướng cá của Aquaman, sau đó ném chiếc trực thăng còn lại khiến xe của hắn trao đảo. Nhân cơ hội ngàn năm có một, cậu bé mở cửa nhảy về xe của bố mình, còn Aquaman thì bị rơi xuống vách núi. Trông mà có ảo ma Canada không chứ, tưởng chừng tới đây là hết kiếp nạn rồi. Ai ngờ hai bố con lúc đi ngang một con đập lại bị chặn đầu bởi hai chiếc xe bồn. Aquaman nói chỉ cần tao ấn nút là hai chiếc xe này xẹp bánh ngay lập tức. À nhầm, bùng nổ ngay lập tức. Anh
Chọc lúc này cười nhách mép, chỉ thấy anh da đen cùng đồng bạn lái máy bay đến giải cứu, nhưng còn chưa kịp đến nơi đã ăn một quả rocket hét lẹt. Chiếc phi cơ cứ vậy đâm đầu vào vách núi, không ngờ người bắn họ lại chính là tay đặc vụ Ahmed. Hóa ra ngay từ đầu hắn và Aquaman cùng một phe, cứ như vậy từng người thân ra đi trước mắt anh, mà sắp đến đây là kiếp nạn của anh Chọc. Khi Aquaman bắt đầu điều khiển hai chiếc xe bồn lao đến, anh Chọc lúc này mặt lạnh lùng, tăng ga đá số phóng xe lao ra khỏi con đập, thoát được vụ nổ chỉ trong gang tấc. Nhờ kinh nghiệm lái xe chọc chói nhiều năm, nên anh và con trai kịp thời phóng xe xuống nước. Xem ra anh Chọc đã ao trình cả thần chết, chứ gặp người thường kiểu này đã đầu thai mấy kiếp rồi. Aquaman vẫn không muốn buông tha cho anh Chọc, hắn kích hoạt bom đếm ngược cho nổ đập thủy điện. Aquaman muốn xem thử lần này anh Chọc sẽ chạy thoát bằng cách nào đây. Cùng lúc đó, Shipper và Letty đang lang thang ở Nam Cực, cuối cùng có một chiếc tàu ngầm hạt nhân đến giải cứu. Người lái chiếc tàu ngầm này lại là Wonder Woman, người tình quốc dân của bao anh em. Bộ phim đến đây là hết rồi, tương lai phần 11 chắc sẽ vô cùng kịch tính. Ayo, không ngờ anh Aquaman đẹp trai khoai to lại đóng vai ác và quậy đến như vậy luôn. Phần sau một mình Aquaman sẽ chấp hết cả tem anh Vin dầu nhớt, gồm có nhiều tay chơi thứ thiệt như The Rock, anh hói Jason Statham, Wonder Woman, không biết má nào sẽ hơn má nào đây. Xin mời các bạn hãy đón xem phần 11 trên kênh Sakura nhé. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.